có bạn nào biết là chú Cuội là ai không ạ? Có bạn nào biết về chú Cuội không? Ví dụ như là chú Cuội ở đâu này? Rồi chú Cuội này đầy lên một trang ở, đúng không? Lúc đi còn mang theo cả cây đa nữa. Thực ra thì chúng cháu là trường mầm non. Rồi bạn ấy sẽ hát bài rồi. Trường chúng cháu là trường mầm non, mời các bạn cùng hoan hô nào. Cô là mẹ và các cháu là con. Trường của cháu đây là trường mầm non. Bây giờ cô qua kèo là cô một.
bà nhảy mấy cái cho đẹp. Bà nó nhảy mấy cái cho đẹp. Quà mà chưa thấy bạn nào đăng ký. À, chị Hằng có một bộ câu hỏi hỏi các bạn nhỏ, nếu mà bạn nhỏ nào mà trả lời được thì sẽ được một phần quà của chị Hằng. Quậy, có đồng ý không nào? Chính xác ạ. Rất chính xác sẽ là con nhỏ. Chị Hằng sẽ tặng quà cho. Câu hỏi tiếp theo này các bạn lắng nghe nhé. Con hổ nó mà múa ở đây thì các bạn làm sao múa quà được? Các bạn đã chạy mất hết rồi nào. Em thưa cô, à em thưa chú rồi, chú. Sao? Câu hỏi này cũng liên quan đến một con vật rất là thân quen của em. Thường nằm đầu hè giữ nhà cho chủ, người lạ nó sủa, người quen nó mừng. Con gì? Có bạn nào nhỏ hơn không nhỏ? Các bạn. Con gì? Lý do thứ nhất là nói dối. Lý do thứ hai là trốn nợ. Đây này. Và lý do thứ ba là nếu giữ cây đa có phép cải tử hoàn sinh. Bạn nào trả lời được? Cảm ơn tất cả các phụ huynh, các cháu cùng về chung vui với... Vâng, cứ phát biểu đi.